Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Các chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà Cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả mọi sự, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha ta. Ta và Cha là một. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn giới trẻ thân mến, Chúa Nhật bốn phục sinh, Chúa Nhật Chúa chiên lành, cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ phục vụ lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô, vị mục tử tối cao, vị mục tử nhân lành. Tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa được thể hiện cách đặc biệt qua những con người mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, kêu gọi và tuyển chọn trong đời sống thánh hiến là các linh mục, nam nữ tu sĩ. Chắc hẳn có nhiều người trong chúng ta thắc mắc, nhất là các bạn trẻ, không hiểu các cha, các sơ đi tu để làm gì? Phải chăng đi tu để trốn đời? Vì có người nói rằng đời là bể khổ, tu là cõi phúc mà tình là dây oan. Có nhiều người bảo các cha đi tu thì sướng, ngồi xe sang, nắm tiền nhiều bạc, được nhiều người yêu thương. Có sướng không? Sướng thì tất cả ở đây đi tu hết nhá. Ở Trung Kỳ biết đi tu sướng thử hỏi, Trung Kỳ bao nhiêu ơn gọi làm linh mục rồi? Bao nhiêu ơn gọi làm nam nữ tu sĩ? Sướng như vậy mà không đi tu, phí một đời. Trong một thánh lễ truyền chức, bên lề thôi, con nghe thấy mấy bà xì xào: Ồ, toàn những người đẹp trai sao mà đi tu, uổng thế. Con quay lại hỏi mấy bà: Ai uổng? Người đi tu uổng hay là mấy chị uổng? Các chị ấy nói này: Người đi tu uổng, chứ chúng con đâu dám mơ tới mấy người đẹp trai lại học giỏi. Thật vậy, đi tu vẫn là câu hỏi thắc mắc của nhiều người. Đi tu có gì vui mà lại bỏ mọi sự để đi theo Chúa?
Cho nên chắc các bạn trẻ thuộc bài hát Sao Anh Đi Tu đúng không? Thuộc không? Em hỏi anh sao anh đi tu, anh nói rằng anh mê Giê-xu. Anh ơi đi tu không có người yêu, không có gia đình, sống có một mình. Không thuộc á? Ngoài đời vui lắm, bao chốn vui, rất vui là vui. Vào dòng đi tu, bao khó khăn có vui gì đâu. À, người ta hát đây. Đi tu có vui gì đâu mà sao các cha các sơ đi tu. Nhưng mà thú thật, đi tu, mọi người nhìn vào đời tu bên ngoài có thể thấy các cha các sơ sướng. Hả? Nhưng thực tế nhìn vào đời tu thì cũng có gì vui đâu. Bởi toàn thấy những gánh nặng và gò bó của trách nhiệm và gương sáng. Đi tu, mấy người bạn, bạn của cha bảo là đi tu á thì như là vào tù á. 18 năm trong chủng viện á, được mỗi chiều Chủ nhật ra ngoài được mấy tiếng thôi. Điện thoại không được dùng. Thì ai bảo đi tu khổ? Khổ nhưng mà sướng, khổ nhưng mà hạnh phúc, khổ nhưng mà không đau. Tại sao vậy? Đi tu là khổ thật. Khổ vì phải gánh lấy nợ lần và trả nợ cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta đâu phải là chỉ nhận. Vì khi chúng ta sinh ra là chúng ta bắt đầu nợ cuộc đời. Chúa ban cho chúng ta sự sống làm người, làm con cái Chúa. Chúng ta hít thở không khí cũng là do Chúa ban. Công cha, nghĩa mẹ sinh thành dưỡng dục chúng ta. Thầy cô thì dạy dỗ bảo ban. Giáo hội thì nuôi nấng đức tin của chúng ta. Như thế đi tu mới thấy mình phải trả nợ cuộc đời, để rồi dành trọn cuộc đời để gánh nợ và trả nợ ân nghĩa mà Thiên Chúa và mọi người đã trao ban cho chúng ta. Đi tu khổ, khổ vì bản thân người đi tu tự nguyện đi vào trong khuôn khổ của lề luật. Khổ vì không được sống theo những thói hư hỏng của người đời. Khổ vì người đi tu phải giữ lòng mình thanh khiết giữa một thế gian buông thả, phải sống vâng phục giữa một cuộc đời đòi hỏi tự do cá nhân, thích làm gì thì làm. Khổ vì phải sống khó nghèo giữa một thế gian mà ai cũng thích sống tiện nghi đầy đủ. Nhưng có một điều lạ là giữa những cái khổ mà theo cái nhìn của người đời thì đối với người đi tu đó lại là niềm vui tự tại. Họ vui vì được cống hiến cho đời, họ vui vì được làm công việc Chúa trao, và họ vui vì họ thoát được những bon chen của danh lợi trần gian. Chính vì thấy được niềm vui tự tại đó mà người đi tu mới nói với cô em hàng xóm thế này: bằng lòng đi em, hãy để anh tu, vì anh say mê người tình Giê-xu. Cuộc đời đi tu dù có khó nghèo, tiền tiêu
tiền tiêu không có bao nhiêu, mà vì Giê-xu anh sẽ quên mình để đem niềm tin thắp sáng cho đời. Anh quyết dâng mình tận hiến hy sinh. Thật vậy, cuộc đời đi tu luôn là một đáp trả có tính quyết liệt. Chúa gọi và bước theo Chúa. Bước đi đồng nghĩa phải bỏ lại tất cả những quyến luyến tình cảm gia đình, những tiện nghi của cuộc sống, những niềm vui cá nhân để trở thành người của Chúa, người của dân Chúa, nhưng lại cô đơn vì chẳng thuộc về ai và cũng chẳng có gì là của riêng mình. Tới đây muốn chia sẻ cho các bạn trẻ nghe về câu chuyện đời tu của cha. Ngày xưa mẹ cha thổi cơm cho cô Ánh. Bà khát khao được đi tu, nhưng vì một cái lời nhận dầu của bà ngoại, thành thử ra mẹ không bước qua ngưỡng cửa sự đẹp trai hào phóng của bố được. Thế rồi mẹ thầm nhủ với Chúa: xin cho con một đứa con trai đầu lòng, và con quyết dâng cho Chúa. Khi cứ thứ bảy đầu tháng, vẫn còn nhớ, lúc đó chỉ chừng 3-4 tuổi thôi, bố mẹ cứ hay chở cha lên đền Thái Hà để dâng cho Đức Mẹ. Đến năm học lớp 3 thì là cho đến nhà xứ ở với bác. Chỉ có là đóng cửa nhà thờ, lau giam cung thánh, kéo chuông vậy thôi. Đến năm lớp 7 bắt đầu mẹ cho ra ở với cô Ánh, dòng dã vậy. Thế nhưng bắt đầu ra ở với cô Ánh thì bắt đầu có tin. Mấy bà hàng xóm bảo với mẹ thế này: thằng Hướng nhà mày mà tu được á, mà đi vào thi vào chủng viện được á, thì gà mọc răng. Thế rồi dần dần thời gian trôi qua, đi đỗ đại học, sinh hoạt ứng sinh. Và đến giai đoạn này mới hay này. Thế rồi thì khi đó sinh hoạt lớp ơn gọi ứng sinh của giáo phận, thì cứ dịp mà sinh hoạt lớp giáo lý ở Thái Hà, thì khi đó sinh viên thì sinh hoạt chung với lớp. Thế có một cô bạn này bạn gái, bởi vì bạn ấy là nữ cho nên gọi là bạn gái. Thế thì bạn đó thì cũng đang tìm hiểu ơn gọi là dòng mân côi trung linh. Mà thú thật bạn này học y, xinh gái, học giỏi. Thế thì vào dịp tuần thánh và các dịp sinh hoạt thì hay đi cùng với các cha dòng Chúa Cứu Thế, dòng Chúa Cứu Thế để đi làm tuần đại phúc, rồi cũng sinh hoạt với các bạn thiếu nhi, các bạn giới trẻ. Thế trong một lần sinh hoạt ấy, thì phải cầm tay nhau vòng tròn có một cái tâm mà. Thì ngày xưa rát lắm, đâu có dám cầm tay bạn gái đâu. Người ta có nói câu là trai trưởng lái mà gái trưởng y. Cho nên bạn ấy bạo. Thế bạn ấy chủ động bạn cầm tay. Thế bạn cầm tay xong bạn quay sang bạn cười, bạn bảo thế này này: Hướng ơi, tôi nói thật với ông, ông cố gắng mà tu. Nếu ông mà không tu thì chẳng đứa nào yêu ông đâu. Chợt nghĩ bảo mình đâu đến nỗi gì đâu mà lại không có ai yêu. Thế thì bạn ấy mới bảo thế này: tay ông mà cứ ra mồ hôi thế này thì đứa con gái nào dám cầm. Thế con quay sang con mới bảo bạn này: bà học y á, y học cổ truyền mà, bây giờ nếu mà bà chữa được cho tôi hết mồ hôi tay, tôi hứa với lòng mình và hứa với bà, tôi sẽ bỏ tu về lấy bà. Nhưng mà nếu bà không chữa được thì bà phải ngoặc tay với tôi là bà phải đi tu. Thế là hai đứa ngoặc tay, và sơ đó là tu dòng mân côi trung linh, khấn trọn được 2 năm nay.
trước ngày con truyền chức một năm bằng tuổi. Thế thì cái ngày sơ khấn chọn thì sơ mời con xuống, thì con không xuống được thì con hứa tặng một món quà, nhưng vì đại dịch không gặp gỡ và không tặng được. Các bạn trẻ thiếu nhi biết cha tặng sơ đi món gì không? Chúng con nghe bài chiếc khăn gió ấm chưa? Đấy, thế là lúc đó cha tặng sơ đấy là một chiếc khăn tơ tằm rất đẹp. Nhưng mà ngày tháng trôi qua thì dịch không có gặp được nhau nên chưa tặng được, vẫn nợ. Thế đến ngày truyền chức của con thì con mời sơ về dự lễ tạ ơn. Con bảo là thôi cố gắng về đi để tôi trả nợ bà cho xong. Thế nhưng mà cũng vì dịch, sơ đó khi đó sơ đang ở bên cộng đoàn ở Hải Phòng không về được. Thế rồi do dịch không gặp được. Và đến dịp Tết, sơ mới gọi điện để chúc mừng Tết. Chắc là lâu không gặp cho nên sơ nhớ hay sao, sơ gọi Zalo. Thế khao khát dâng mình cho Chúa, ước ao vào nhà dòng. Nhưng vào nhà dòng rồi cả cuộc đời ngài là mang bệnh. Và nay sơ được Chúa cho sơ lên giống Chúa. Chúa Giêsu mang vào mình tất cả những yếu đuối, tội lỗi của con người. Thì nay sơ mang trong mình căn bệnh đó để hy sinh hãm mình, đền tội cho mình, để cầu nguyện cho người khác. Mà trêu cười, chọc thì lại cười, mà động viên thì lại rớm rớm nước mắt. Quả thật các sơ khó hiểu. Thế rồi lúc rồi con chỉ lúc con chào con ra về á, thì sơ mới nói là con xin cha đặt tay chúc lành cho con. Con mới bảo trên đầu sơ bây giờ còn mấy sợi tóc, mà con đặt tay thì còn sợi nào trên sợi nào nữa. Thế nhưng mà khi đặt tay xong thì con có nói thế này này: từ khi con làm linh mục thì Chúa ban cho con một cái ơn riêng hay sao? Con sức giàu chưa ai chết bao giờ. Có một bà đang ăn cơm sáng, một ông vào bảo cha ra sức dầu cho chị con đang thở hắt rồi. Con ra đặt tay cái, hết thở luôn. Nghĩa là hết thở hắt ra, mà hít vào. Nói đây có mấy người, con dâu vừa bằng ba thì biết, bà xưa. Thế ra bà mẹ bảo là chứ cha ơi, con nhà con nằm liệt 30 năm trời, khổ chồng khổ con. Chúa mà thương thì Chúa cất nó về để chồng nó đỡ khổ. Con mới nói là bà ơi, con đặt tay con cảm nghiệm, chắc chắn là cô chưa đi được đâu. Có đi nhanh thì cũng phải 3 tháng nữa. Mà từ hồi con về bằng 3 giờ hơn 3 tháng rồi chưa chết. Mới hôm qua mới sức dầu một bà, ông chùm vào bảo cha ra nhanh, con sợ tối nay không qua khỏi. Mà từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa chết. Cho nên con bảo sơ đấy, con đặt tay chắc chắn sơ chết không nhanh như bác sĩ nói đâu, cho nên sơ cứ an tâm. Con chia sẻ câu chuyện này với quý cộng đoàn và với các bạn trẻ để thấy rõ rằng đi tu không phải vì tiền vì bạc, nhưng đi tu là vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến các linh hồn, yêu mến giáo hội. Như vậy trong cuộc đời tu có vui, có buồn, có sướng, có khổ. Vui buồn hay sướng khổ không hề tại ở việc người bên ngoài đánh giá. Vui buồn hệ tại ở cái tâm người tu. Nếu đi tu là đền đáp ân tình Chúa ban, thì đời tu giàu thành công hay thất bại, giàu ở nơi thành thị giàu có hay nơi thôn quê nghèo làn, thì đời tu vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Vì mình vẫn đang làm công việc của Chúa và thuộc về Chúa là niềm hạnh phúc đích thực của đời mình. Thế nên người đi tu cần phải có cái nhìn của Chúa. Nhìn cái nhìn của Chúa đối với đời
đối với con người nơi trần thế, nhìn người khổ đau để chạy lòng thương xót và sẵn sàng dấn thân để mang lại hạnh phúc cho dân Chúa, nhìn người tội lỗi để cảm thông và dấn thân vực dậy những ai lầm lỗi, nhìn đời để yêu đời và mong muốn xây dựng cuộc sống chung thêm tốt đẹp hơn về tình Chúa và tình người. Các bạn trẻ chúng con thân mến, ơn gọi vừa rất huyền nhiệm, vì Thiên Chúa gọi ai? Ngài muốn gọi vào thời điểm nào và ở nơi nào đều tùy ý của Ngài. Nhưng ơn gọi cũng là một chọn lựa liên lỉ, đòi hỏi nhiều hy sinh và từ bỏ của những ai mà Thiên Chúa yêu thương và muốn gọi. Vì thế, nếu nhìn ơn gọi như là một hồng ân của Thiên Chúa, việc đi tu hay theo Chúa không phải hệ tại nơi khả năng hay tài cán của con người, nhưng hệ tại nơi lòng muốn và ân sủng của Thiên Chúa. Nếu nhìn ơn gọi như một chọn lựa, đi tu bao gồm sự hy sinh, từ bỏ để dấn thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ. Có rất nhiều người giờ này đang hướng về chúng con, cầu nguyện cho chúng con biết lắng nghe và nhận ra ý Chúa. Vậy chúng con có nghe được tiếng Chúa đang mời gọi trong sâu thẳm tâm hồn của mình không? Đâu là thái độ của chúng con trước lời mời gọi của Chúa? Chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu chúng con thực sự nghe tiếng của Chúa thì đừng ngần ngại đáp lại lời mời gọi của Ngài. Chúng con hãy để cho Đức Giêsu sử dụng con người và cuộc đời chúng con. Ngài sẽ biến chúng con nên những dụng cụ hữu hiệu trong tay của Ngài. Chúng con cũng đừng sợ mình không có đủ khả năng, không đủ đạo đức hay không đủ tài. Thiên Chúa không cần những thứ đó. Thiên Chúa chỉ cần sự sẵn sàng và tình yêu mà chúng con dành cho Ngài. Ngài sẽ làm được tất cả. Nếu chúng con muốn đi tu để trở thành những linh mục, thì chúng con hãy nhớ rằng ngay từ bây giờ chúng con đã được mời gọi để trở lên những chủ chiên, biết làm chủ con người của mình, chống lại những tấn công của sói dữ là những cám dỗ và những lôi kéo của những thú vui nhục dục, của những đam mê trần thế hôm nay. Hãy trở thành những chủ chiên biết phục vụ mọi người nơi gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi trường học. Đồng thời đừng quên mình là con chiên trong đoàn chiên của giáo hội, của giáo xứ, luôn biết lắng nghe sự hướng dẫn của quý cha, quý sơ, của bố mẹ, của thầy cô, và hãy hết sức mình cộng tác để mỗi ngày chúng con trở lên những người con ngoan của Chúa, của gia đình, của giáo xứ. Để được như thế, cha mời gọi các bạn trẻ, chúng con hãy chuyên chăm học hỏi về Đức Kitô, gặp gỡ và sống mật thiết với Ngài qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, siêng năng học hỏi giáo lý, đọc kinh tối sớm. Cách đặc biệt, chúng con hãy siêng năng lắng nghe lời Chúa và rước Chúa mỗi ngày, để tâm hồn chúng con thấm nhuần tình yêu của Ngài. Chính trong việc gặp gỡ thường xuyên ấy mà càng ngày chúng con được hiểu biết hơn Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Và ơn gọi của chúng con không ngừng được củng cố và tăng trưởng. Xin Chúa chúc lành cho hết thảy chúng con và cả những ước nguyện chân thành
mà chúng con muốn dâng lên cho Chúa. Amen.